started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tuy nhiên vẫn còn khá nhiều nút thắt, dẫn đến tình trạng quỹ có vốn mà không giải ngân được, còn các doanh nghiệp thiếu vốn lại không vay được. Để tìm hiểu rõ thực trạng này, mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Có thể nói ưu điểm vượt trội nhất khi các doanh nghiệp huy động vốn từ các quỹ so với các hình thức tín dụng truyền thống như từ ngân hàng và công ty cho thuê tài chính, đó chính là sự ưu đãi về mặt lãi suất, vì các quỹ đa số hoạt động với mục đích phi lợi nhuận, có sự tham gia của các cơ quan nhà nước và các cộng đồng doanh nghiệp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Các ngân hàng thương mại thì trừ các cái gói cho vay là với lãi suất thấp, còn về cơ bản thì các ngân hàng thương mại là kinh doanh theo thương mại và thị trường nên lãi suất thì cho vay theo lãi suất thương mại. Còn các quỹ này thì về cơ bản đều là lãi suất thấp, ví dụ như quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thì lãi suất cho vay thông thường nó tùy theo từng thời kỳ chỉ bằng 80-90% lãi suất cho vay thương mại của các ngân hàng thương mại có yếu tố nhà nước trên địa bàn Hà Nội tính bình quân ra. Thì rõ ràng là lãi suất cho vay các quỹ này nó tương đối thấp so với cái lãi suất đi vay của các tổ chức tín dụng hoặc là ngân hàng thương mại. Vì đây là những cái quỹ mà phi lợi nhuận và được các cái cơ quan có thẩm quyền của nhà nước đứng ra rót vốn vào bằng cái cách này hoặc cách khác, và hoặc là được các cái hiệp hội doanh nghiệp người ta góp vốn vào. Và vì thế cho nên là cái chi phí lãi vay nó tương đối thấp, các cái chi phí môi giới và các chi phí khác không có, cho nên nó cũng giảm thiểu cái chi phí sử dụng vốn. Bên cạnh mức lãi suất ưu đãi khi huy động vốn từ các quỹ, trong quá trình thực hiện dự án cũng như sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp sẽ nhận được sự quan tâm sát sao cũng như được hưởng sự hỗ trợ từ các chính sách của nhà nước nhiều hơn khi huy động vốn từ các tổ chức tín dụng thông thường. Nếu mà vay ở các cái tổ chức tín dụng hoặc là ngân hàng thì phần lớn là các cái doanh nghiệp phải có cái tài sản bảo đảm hoặc là có bảo lãnh từ một bên thứ ba, cũng phải bằng cái tài sản thì mới có thể là huy động vốn được. Thế còn khi mà huy động vốn từ quỹ thì cho vay trên cái cơ sở đánh giá cái tiềm năng của doanh nghiệp, và bên cạnh đó thì họ cũng tham gia vào cái quản trị điều hành của doanh nghiệp nếu mà họ thấy cần thiết. Cái việc mà kiểm tra giám sát của doanh nghiệp ấy nó cũng được nâng cao, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là các cái hiệp hội cũng như những cái cơ quan quản lý nhà nước, khi mà họ đã cho vay ra với những cái đối tượng mà họ chấp thuận ấy, thì cũng có nghĩa là họ sẽ là cái người có thể tác động hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái quá trình quản trị doanh nghiệp cũng như trong cái quá trình tiêu thụ các cái hàng hóa trên thị trường, nếu như doanh nghiệp vẫn chưa thực sự làm quen được với những cái phân khúc nhất định của thị trường. Vì chúng ta cũng bắt đầu triển khai cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho nên sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đặc biệt hiện nay bên Bộ Kế hoạch Đầu tư có một cái trung tâm chuyên về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở mức độ là chuyên tâm hơn và nó đầu mối rõ hơn. Gần đây chính phủ rồi Đảng, Quốc hội rất chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, và trong đó có cái phần quan trọng chính là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính vì vậy mà sự quan tâm hơn đã có, và các tổ chức tín dụng rồi cái sự vào cuộc của các quỹ cũng mặn mà hơn. Lợi ích từ các quỹ đem lại là không hề nhỏ, tuy nhiên các doanh nghiệp lại gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn bởi các điều kiện yêu cầu riêng theo đặc thù của từng loại quỹ cũng như địa phương đưa ra. Nó phải đạt được một số cái tiêu chuẩn của cái quỹ đó do từng địa phương đưa ra thì lúc đó mới được đáp ứng được cái nhu cầu thì mới được cái quỹ này người ta chấp thuận. Và như vậy ấy, thì rõ ràng là không phải doanh nghiệp nào cũng có thể cứ đến đấy mà vay được. Khi mà các doanh nghiệp tiếp cận từ các quỹ này thì với những mục tiêu khác nhau, thí dụ như là tiếp cận vốn từ quỹ bảo vệ môi trường thì mục tiêu là bảo vệ môi trường rồi biến đổi khí hậu vân vân, thì nó có những cái điều kiện nhất định, và nếu anh đáp ứng đủ những cái điều kiện đấy thì anh mới được vay. Hoặc là quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ chẳng hạn, thì khi anh thiếu những cái điều kiện nhất định, thí dụ thiếu về tài sản đảm bảo tiền vay hay là uy tín của cái doanh nghiệp đó chưa thực sự tạo niềm tin đến ngân hàng, thì để vay được vốn từ các tổ chức tín dụng thì phải qua cái quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ để được vay vốn. Do đó là nó có những cái điều kiện ràng buộc nhất định về khía cạnh này. Tâm lý của các CEO của doanh nghiệp vừa nhỏ, họ nghĩ rằng là các cái quỹ đầu tư này không phải dành cho mình. Hiện tại thì chúng ta thấy là các cái rủi ro của các quỹ đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
SMI á, thì có rất nhiều rủi ro, nhưng mà tụ chung một vấn đề, một nguyên nhân và một cái cốt lõi, cái core chính đó, đó là họ sợ mất cái nguồn vốn đi. Có nghĩa là khi mà anh đầu tư vào dự án của tôi, anh khi nào anh thu hồi vốn lại thì có rất nhiều cái rủi ro như thế. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta muốn phát triển cái tinh thần khởi nghiệp và cho tất cả các doanh nghiệp chúng ta mà phát triển đồng hành giữa quỹ đầu tư và doanh nghiệp, thì tôi nghĩ rằng là còn cần phải có sự đồng bộ, và chúng ta cần phải có những cái cuộc trao đổi, hội thảo và training đào tạo cụ thể hơn. Trước thực trạng quỹ có vốn mà không giải ngân được hay các doanh nghiệp cần vốn mà không vay được, các chuyên gia cho rằng giải pháp nằm ở các doanh nghiệp và cơ chế chính sách của các quỹ. Trong khi các doanh nghiệp nên cụ thể hóa hồ sơ của mình, thì các quỹ cũng nên xem lại về các chính sách chuẩn mực cấp vốn của mình nên sát với thực tế và tạo điều kiện hơn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, các quỹ cũng nên quan tâm hơn đến việc đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa cơ sở vật chất và kỹ năng nghiệp vụ, cũng như đẩy mạnh công tác quảng bá tuyên truyền để các doanh nghiệp biết và hiểu rõ hơn về các quỹ, tránh tình trạng suy nghĩ cố hữu các quỹ xa vời không dành cho mình của các doanh nghiệp.